Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc ạ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn theo dõi những video của chúng tôi. Thưa với quý vị và các bạn, ở video clip này thì chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn một chiếc xe ở cái phân khúc hạng sedan và là ở cái phân khúc hạng C. Đó chính là chiếc xe Mazda 3. Chiếc xe được sản xuất năm 2017, đăng ký tên tư nhân, biển Hà Nội ạ. Chiếc xe này còn rất là đẹp ạ. Thưa với quý vị và các bạn, sau 3 năm sử dụng, chủ xe đi rất là giữ gìn và chạy rất là ít, cho nên là chiếc xe này còn rất là đẹp ạ. Tất cả còn rất là đẹp, còn mới đến 96-97% đấy thưa quý vị và các bạn ạ. Chiếc xe này chúng tôi đang bán với giá là hơn 500 triệu đồng thôi. Cụ thể là bao nhiêu thì xin quý vị và các bạn hãy liên hệ theo số hotline của ô tô 360 của chúng tôi là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn ạ. Và nếu như quý vị và các bạn muốn xem xe trực tiếp, muốn lại xe lái thử trực tiếp chiếc xe Mazda 3 2017 này, thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở 16 Tô Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử chiếc xe này. Thưa với quý vị và các bạn, về phần ngoại thất của chiếc xe này còn rất là đẹp ạ. Tất cả còn rất là mới ạ, vì chủ xe đi cũng ít mà lại giữ gìn cẩn thận, cho nên là chiếc xe này còn rất là đẹp ạ. Tôi đang quay về cái phần ngoại thất cho quý vị và các bạn cùng xem. Đây, thưa với quý vị và các bạn, tất cả nó còn rất là mới. Và chiếc xe này đã được trang bị đầy đủ option, ví dụ như khóa thông minh, đè nổ, start top. Nội thất thì ghế da cao cấp, đầu DVD, camera lùi. Đấy, thưa với quý vị và các bạn, gương chiếu hậu là gương gập điện tích hợp xi nhan trên gương. Chủ xe đã làm lên rất nhiều đồ cho chiếc xe này, ví dụ như là chống ồn, độ thêm về cái gương gập điện auto, tức là bấm khóa gập điện và mở khóa thì gương mở ra, và đã lắp thêm đầy đủ về cảm biến cho xe. Tất cả còn rất là mới, rất là đẹp. Xe cũng đã được trang bị khóa thông minh, đèn nổ start top, cửa sổ nóc, đèn pha bi xenon. Thưa với quý vị và các bạn, đã đầy đủ đèn pha bi xenon, đèn gầm. Tất cả còn rất là mới, chưa có dấu hiệu của sự đâm đụng hay là va chạm gì cả, cho nên là còn rất là đẹp đấy ạ. Đây là cái cụm đèn hậu của xe. Cụm đèn hậu cũng còn rất là mới, vì chưa có va chạm gì cả, chưa có xước sát gì cả, cho nên là tất cả nó còn rất là mới và rất là đẹp ạ. Đây là cái phần ba đờ sốc sau của xe đây ạ. Tất cả cũng chưa có một dấu vết của sự va chạm nào cả, cho nên là chiếc xe này còn rất là đẹp ạ. Nhìn về tổng thể bên ngoài thì chiếc xe này chưa có một dấu vết nào của sự va chạm nào cả. Đây là cái phần ba đờ sốc sau của xe. Tất cả cũng chưa va chạm một chút nào cả, cho nên là nó còn rất là đẹp ạ. Tất cả là còn rất là mới, rất là đẹp ạ. Dàn lốp theo xe cũng còn rất là mới ạ. Sau đây thì tôi sẽ quay về cái phần nội thất cho quý vị và các bạn cùng xem ạ. Đây là chiếc táp bi cửa phía trước của bên lái này. Tất cả cũng còn rất là mới. Nội thất thì đã được trang bị là ghế da cao cấp ạ, và tất cả nó còn nguyên bản hết ạ. Chủ xe đi cũng chưa nhiều lắm, cho nên là nó còn rất là mới, rất là đẹp đấy ạ. Sau 3 năm sử dụng và chạy thì cũng ít thôi, cho nên là chiếc xe này còn rất là đẹp, và tất cả là chúng tôi cam kết là còn nguyên bản hết ạ. Vô lăng, cần số còn nguyên bản, là chưa phải làm lại một tí nào cả, tất cả còn rất là mới.
Nếu như quý vị và các bạn nào đang quan tâm chiếc xe Mazda 3 2017 này thì mời quý vị và các bạn hãy liên hệ theo số hotline của ô tô 360 của chúng tôi là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Và nếu như quý vị và các bạn muốn xem xe trực tiếp, muốn lái thử trực tiếp chiếc xe này thì chúng tôi mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở 16 Tô Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử chiếc xe này . Và nếu như quý vị và các bạn chưa thu xếp được tài chính, chưa thu xếp đầy đủ để mua chiếc xe này thì quý vị và các bạn có thể đến với chúng tôi có thể làm thủ tục trả góp cho quý vị và các bạn. Thủ tục trả góp thì cũng đơn giản thôi, chỉ trong vòng 3 đến 5 ngày thì quý vị và các bạn đã được nhận xe . Và chúng tôi vẫn đang hỗ trợ cho quý vị và các bạn vay đến 70% giá trị của xe trong vòng 5 năm . Vậy chiếc xe này chúng tôi có thể làm trả góp cho quý vị và các bạn vay đến 350 triệu đồng . Vậy cho quý vị và các bạn có thể chỉ bỏ ra khoảng 200 triệu đồng thì quý vị và các bạn đã được sở hữu ngay chiếc xe Mazda 3 2017 này . Đây là cái phần nội thất và là cái táp bi cửa trước bên phụ đây . Tất cả cũng còn rất là mới, rất là đẹp . Ghế da nguyên bản theo xe, tất cả là còn nguyên bản hết . Và còn rất là đẹp, rất là mới đấy . Chưa có một chút xước sát nào về cái phần ngoại thất và phần nội thất cả, tất cả còn rất là mới. Đây là cái táp lô của xe đấy. Xe cũng đã được trang bị cái màn hình trung tâm và có GPS này, camera lùi này, đầu DVD, điều hòa tự động. Option của chiếc xe Mazda 3 này thì tương đối là ổn rồi. Quý vị và các bạn xem đây ạ, tay phanh cần số vẫn còn nguyên bản hết ạ. Vô lăng cần số còn nguyên bản hết . Và vô lăng cũng được khâu ra và tích hợp các phím điều khiển . Tất cả còn rất là mới . Rất là đẹp . Phải nói là chiếc xe này còn rất là mới, còn đến 96-97% đấy . Vì sau 3 năm sử dụng nhưng mà chủ xe đi cũng ít và lại giữ gìn cẩn thận, cho nên chiếc xe này còn rất là mới, rất là đẹp đấy . Xe cũng đã được trang bị cửa sổ nóc đây . Cửa sổ nóc mở ra rất là thoáng và đang hoạt động rất là tốt . Tôi sẽ mở thử cho quý vị và các bạn cùng xem về cái phần cửa sổ nóc đấy. Đây là cái phần cốp sau của xe. Cốp xe cũng còn rất là mới và sạch sẽ vì chủ xe không hay để đồ, cho nên còn rất là đẹp . Tất cả còn rất là đẹp . Toàn bộ về cái phần keo chỉ của cái cốp này, tôi quay chi tiết hơn về cái cốp này cho quý vị và các bạn cùng xem. Vì là những chiếc xe nó thường hay bị đâm đầu hoặc đâm sau. Để chiếc xe này thì keo chỉ còn nguyên như thế này. Điều này là chứng tỏ là chiếc xe chưa có bị đâm đụng hay là va chạm gì cả. Tất cả là còn nguyên bản hết . Keo chỉ còn nguyên bản. Toàn bộ về cái phần cốp này còn rất là mới, rất là sạch sẽ. Gioăng cũng còn rất là mới. Tất cả còn rất là mới và cái bộ lốp sơ cua tất cả cũng còn nguyên bản hết . Bộ lốp sơ cua, kích đồ nghề, tất cả còn nguyên bản và còn rất là mới. So với cùng đời thì trên thị trường chắc chắn là ít có xe đẹp bằng . Vì chiếc xe này chủ xe đi rất là ít và giữ gìn cẩn thận, cho nên nó mới còn được mới như thế này đấy . Và cái phần quan trọng nhất là tôi muốn giới thiệu cho quý vị và các bạn là cái phần động cơ của chiếc xe. Động cơ của chiếc xe thì quý vị và các bạn cũng đã biết rồi đấy. Xe được trang bị động cơ xăng 1.5 lít. Và tôi quay chi tiết cho quý vị và các bạn xem về cái phần
ốc này, tất cả về cái phần đây là cái ốc giảm xóc của xe này, ốc chân máy này, tất cả các ốc còn nguyên bản hết ạ, và động cơ của nó còn rất là mới ạ, chưa có một dấu hiệu của sự đâm đụng hay là va chạm gì cả, cho nên tất cả nó còn nguyên bản hết ạ. Chiếc xe này thì chúng tôi cũng luôn cam kết với quý vị và các bạn, thứ nhất là không tai nạn này, không ngập nước này, máy móc còn nguyên bản ạ, tất cả là còn nguyên bản hết. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào đang quan tâm đến chiếc xe Mazda 3/2017 này thì xin quý vị và các bạn hãy liên hệ theo số hotline của ô tô 360 của chúng tôi là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Và nếu như quý vị và các bạn muốn xem xe trực tiếp, muốn lái thử trực tiếp chiếc xe này thì mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở 16 Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những clip tiếp theo. À quên, nếu như quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Thank you.